Xin chào các bạn. Hôm nay trời đen quá, đánh rơi cái điện thoại nên là thằng ô tô đằng sau nó cán vào vỡ rồi, tách rồi đây. Còn Samsung Galaxy S4 của tôi đang dùng, nên là hôm nay đi chơi ra đường, đi chơi loanh quanh một tí, chơi là mình bục một cái, nên là vừa mới kịp quay lại thì thằng ô tô nó chèn vào đi toi mất em điện thoại này đấy các bạn. Ra tiệm sửa thì cụ sửa điện thoại, cô bảo là cụ ngồi cụ kiểm tra một lúc, thế là cô bảo là cái này mất 3 triệu anh ạ. 3 triệu đấy, 3 triệu thì thả một cái mới còn hơn. Đây điện thoại tôi đây, tan tác rồi, toay rồi. Thôi 3 triệu thì tất nhiên là đi mua cái mới nhỉ. Đó. À mà xong đó tôi nghĩ ra một trò. Tôi mua xăng về này, đốt xem là nó xảy ra cái gì. Xem là sau khi đốt thì cái con Samsung này nó sẽ như thế nào nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đốt nó. Ok, nhanh không ạ? Xong rồi, tạm biệt em điện thoại này. Đốt chơi. Hỏi chưa? Em đổ xăng và đốt điện thoại. Đây, đổ xăng vào nha. Đổ cho nó ngập vào. Đấy. Bỏ chai xăng cháy. Quá. Ôi, con nét là cẩn thận quả pin nó có nổ không nhé. Đây đây nổ cho ông đây. Chưa có hiện tượng gì nhỉ? Quá! Yeah.
Thế là tạm biệt em Galaxy S4 của tôi.